trong từng hơi thở, con tim ngủ quên từ lâu đã biết nhớ biết thương một người. Có nước mắt mang tên niềm hạnh phúc, thắp ánh sáng trong tim bằng nụ cười. Ngày hoa sẽ cho tình yêu ta đắm say ước mơ một đời. Khẽ nắm lấy đôi tay đặt lên mỗi chiếc hôn nồng nàn, nhân đôi niềm vui chia đôi nỗi buồn. Hay nữa trái tim yêu cùng tìm đến giấc mơ ngọt ngào, ghép lại thành hạnh phúc ngày thuộc về nhau. Mình tin mỗi khi bình minh đến, cạnh bên em đây đã có anh. Một ngày đến bên ta nhẹ nhàng, mình lại thấy yêu nhau nhiều hơn. Nắm tay nhau chặt nhé, hãy yêu nhau trong từng phút giây. Đặt con tim em vào giấc mơ, theo anh suốt cuộc đời này. Dẫu mai đây là sóng gió, đừng vội vàng buông lời cánh tay. Hãy lắng nghe con tim một lần, điều gì đưa mình đến bên nhau. Bình yên chẳng ở nơi nào xa xôi, đơn giản là mình cần có nhau. Chỉ cần con niềm tin, mình sẽ thắp lên những hy Quỳnh ơi! Quỳnh ơi! Ra phụ mẹ chút được không? Dạ, con ra liền mẹ. Nè con nè! Con đang làm gì vậy? Dạ. Dạ... con... Sao tự nhiên xếp đồ đạc đi đâu vậy? Con đang thu xếp đồ đạc để hai mẹ con... Ngày mai con chuyển ra ngoài đó mẹ. Tại sao lại dọn ra ngoài? Dọn đi đâu? Mẹ không hiểu gì hết. Dạ... Còn với anh Quang sẽ ra riêng, còn với cụ Tuấn sẽ dọn ra ngoài. Con nói linh tinh cái gì vậy hả? Mẹ không cho con với cụ Tuấn đi đâu hết đó. Mẹ, mẹ không có đi đâu hết. Mẹ không có cho đi đâu hết. Mẹ ơi, đó. Bỏ ra. Mẹ ơi, đừng làm vậy mà mẹ. Mẹ trời ơi, cái nhà này đâu hết rồi, không được ly hôn. Cái nhà này đâu hết rồi, mọi người đi đâu hết rồi, phải mẹ. Gọi mọi người về họp, tức quá mà. Mẹ nghe con nói nè, không thể nào níu giữ một người đàn ông khi họ đã chán ghét mình. Làm như vậy càng đau khổ cho cả hai. Thật sự con không còn sự lựa chọn nào khác nữa mẹ. Con xin mẹ. Không được đi đâu hết, không được nói chuyện ly dị. Mẹ, thằng Quang mà ly dị mẹ từ nó luôn. Mẹ, con nghe mẹ. Dạ mẹ. Dạ được rồi con biết rồi, vậy thôi nha. Hân, Hân. Trời ơi, ông đi đâu mà giờ này mới về? Vô nhà lẻ lên. Cái gì vậy? Giải quyết chuyện trong nhà kìa. Con Quỳnh nó dọn đồ, đòi bỏ nhà đi đó. Ủa, bỏ nhà đi làm sao con? Dạ, con xin lỗi ba mẹ. Con cũng định xin phép ba mẹ trước. Thực sự con với anh Quang không thể nào tiếp tục sống với nhau được nữa, nên phải thu xếp ly dị. Con xin lỗi. Vậy là mấy hôm nay em không về nhà. Ba mẹ em lo lắm đó, nhất là mẹ em. Anh không biết là có chuyện gì
khiến em phải quyết định vậy? Nhưng theo anh nghĩ, bỏ nhà đi không phải là quyết định tốt. Nhưng em chưa muốn về nhà. Vậy là em đang sống ở đâu? Em đi ra ngoài sống một mình. Anh yên tâm, em đã có được một chỗ làm cũng ổn và một chỗ ở cũng tốt. Em có thể nói cho anh biết em sống ở đâu được không? Khi thấy em sống ở ngoài một mình như vậy, anh lo lắm. Anh đang lo lắng cho em hả? Tất nhiên. Từ hôm biết chuyện của em, anh rất lo sợ cho em. Nhưng mà anh hứa là không được nói cho ba mẹ em biết là em ở đâu đó. Được. Nếu như em chưa đồng ý thì anh sẽ không nói. Nhưng mà em phải luôn giữ liên lạc với anh, để anh còn thông báo cho ba mẹ em là em vẫn sống khỏe mạnh. Vậy để anh đưa em về chỗ ở nha. Dạ thôi. Đi. Đi. Chỗ em ở đi hướng này nè. Lên xe. Dạ. Em gặp bé Hân rồi hả? Vậy thì bé Hân ở đâu? Em cho chị địa chỉ để chị chạy tới liền nha. Dạ. Tạm thời thì Hân chưa muốn về nhà. Vậy sao? Nếu mà Hân không muốn thì thôi đành vậy. Nhưng mà em chắc là con Hân nó sống ổn chứ? Em chắc mà chị. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Có gì em để ý tới bé Hân giùm chị nha. Khôi hả em? Khôi gặp Hân rồi hả? Nó đang ở đâu? Nhưng mà Hân nó không muốn gặp vợ chồng mình bây giờ, cho nên không cho Khôi chỉ. Nhưng mà Khôi nói con bé nó sống ổn lắm. Ôi, như vậy là yên tâm rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Con an toàn là mình mừng rồi. Nhờ cậu Khôi thuyết phục dần dần là được. Bây giờ em lên chùa để tạ ơn. Em đi nha. Làm việc hay là để coi bữa nay chồng chứng tỏ có còn thương vợ nữa không. Mình làm mấy công việc này, sau khi mà hoàn tất mấy cái hợp đồng xong, công nhận có tiền nhiều thiệt, nhưng mà người nó hơi bị đuối nha. Tốn năng lượng dễ sợ. Có gì đâu, thì đi tìm người nạp năng lượng. Còn tao á, cái kỳ nghỉ này á, tao đi Hawaii. Đã vậy anh? Mua vé chưa? Rồi. Ghê thiệt nha. Em á, mà xin ghi phép được làm về em chăm vợ em đẻ liền đó. Sao trớt quốc mày?
Người gì đâu một vợ hai vợ. Anh Hải mà chưa có vợ thì em không có tha đâu nha. Cái này bậy à. Vậy bây giờ đặt trường hợp giả bộ như là em không tha anh đi, bản thân anh cũng đang muốn khơi mới mặt tiền anh ra đi. Sao được không? Anh nói vậy thì em không có tha cho anh đâu nha. Vậy hả? À, nói giỡn vậy thôi chứ. Giỡn vậy là không vui rồi. Đó, làm tiếp đi. Nếu mà sau 10 giờ mà chưa làm xong việc là coi như ở ngoài đường luôn á. Nè, về nhà em mà anh ló gì? Vậy? Về nhà em luôn đó hả? Dạ. Trời ơi, đã nói bất giỡn mà vẫn nhây quá. Ây da. Ây da. Trời. Ôi trời ơi. Ôi trời, đau quá vậy. Anh có bị sao không vậy? Cái này là chẹo cổ rồi nè. Để massage cho cái cổ vậy. Đau, đau. Tối sau về chiều vợ. Trời đất ơi. Nè, anh ngồi thẳng lên. Ây da, ây da. Nhẹ nhẹ em, nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ. Để massage cho anh nha. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Rồi em biết rồi, dễ chịu không anh? Đúng rồi, xuống xíu. Đúng rồi, ngay chỗ đó đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không, ngay chỗ đó, đừng làm chỗ khác. Hải ơi. Hải à. Sao rồi, coi. Đỡ đau chưa? Nè, nhìn bên đây nè. Đó. Đẹp. Ê, ê, bậy. Bậy cái gì mà bậy? Có gì mà bậy? Trời ơi, hai người kỳ cục quá, xóa hình giùm tôi cái đi. Xóa cái gì mà xóa hình đẹp hả mày? Xóa gì mà xóa, đây là bằng chứng xác thực kìa chưa? Đúng rồi đó. Trời ơi, xác thực cái gì không biết. Rồi, lỡ cái này mà phát tán ra ngoài là chết tôi đó. Yên tâm đi, không có đâu. Chứ muốn cái gì đây? Nếu muốn xóa thì tụi anh sẽ ra điều kiện. Điều kiện gì? Bây giờ tụi anh đang rất là muốn ăn một bữa ăn thịnh soạn. Thì ăn lẩu nè. Rồi, lẩu barbecue gì cũng được hết. Ngày mai tôi dắt hai người ăn mì gói, được chưa? Ê, kỳ nha. Nó sai, nó rồi, sai một bữa ăn trưa. Hợp lý. Em gái ơi, nó nói là nó rủ đi ăn trưa, ý em sao? Bữa ăn trưa hả? Okay. Thì cũng được. Đó, dễ dàng, dễ thương không? Dạ. Hai ông phối hợp dễ sợ. Thiệt tình. Rồi, rồi rồi, xóa giùm đi, vậy lên. Ăn xong đi rồi mới xóa. Ê, đúng rồi, rồi đó anh. Sao xóa được đâu vậy? Ê, nhưng mà nhớ là từ đây tới lúc mà ăn á, là mơ đừng có phát tán mấy tấm hình này. Lưu hành nội bộ thôi nghe. Ok, ok, yên tâm okay, đi. Ok, ok. Thôi, làm việc đi. Thôi giận quá lố rồi đó. Tự nhiên trặt có cái cổ thôi, đủ thứ chuyện. Hoàng, bộ còn tính ly dị với con Quỳnh thiệt đó hả? Vợ chính con mới là người quyết định ly dị thưa ba mẹ. Là tại bởi vì thằng Quang nó có người khác chứ gì. Và người đó đang mang bầu với nó có đúng không? Chứ đời nào mà con muốn thằng Tuấn nó không có cha. Mà giờ anh yêu thương người khác rồi, con không muốn giữ anh lại làm gì. Con sẽ đưa cô Tuấn ra ngoài để sống. Ba mẹ đừng lo cho con, con đã tìm được chỗ để ở. Con nói cái gì vậy? Con không có được nói linh tinh. Ba mẹ không cho con với cô Tuấn đi đâu hết. Mẹ, ba mẹ còn phải hỏi vợ cho anh Quang nữa. Con sống ở đây sao tiện? Mẹ bay nói đúng đó. Thằng Quang muốn làm gì để nó làm đi. Nhưng mà ba mẹ chỉ coi con và thằng cô Tuấn là con cháu thôi. Ba mẹ à, con biết là lỗi của con. Nhưng mà đứa bé sinh ra cũng là giọt máu của con, cũng là cháu của ba mẹ mà. Mẹ không cần biết. Bất luận chuyện gì xảy ra thì mẹ con Quỳnh phải sống ở trong nhà này. Mẹ à, con biết là ba mẹ thương con nhiều lắm, nhưng mà con nghĩ con và cô Tuấn nên ra đi. Như vậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nếu con không nghe lời mẹ, con quyết đi thì cứ đi, nhưng thằng cu Tuấn phải ở lại nhà này. Con có ly dị đi nữa thì ba mẹ cũng không đủ sức để lo đám cưới cho thằng Quang đâu. Nó đã quyết định thì nó phải tự đi giải quyết chuyện của nó. Ba mẹ nó coi con là con dâu duy nhất rồi. Quỳnh à, con đừng bỏ cái nhà này. Không có hai mẹ con, mẹ sống sao nổi. Vợ ơi, về tới nhà rồi vợ ơi. Chồng về rồi hả? Vợ đang ở trong đây nè. Chồng cơm chưa vợ? Anh chưa ăn, anh nằm nghỉ chút xíu, anh buồn ngủ. Nhanh nhanh rồi vô đây với vợ nha.
Anh nằm chút xíu nữa, chút anh vô. Anh à, em đang đợi nè. Trời ơi anh Hải, sao anh ngủ ở đây vậy? Nằm ngủ xíu đi, em mệt quá. Ai cho anh ngủ? Anh ngủ nướng chút nữa anh vô. Anh không có được ngủ, chị nói chuyện với em nè. Hả? Em đợi cả ngày trời để về nói chuyện với anh mà bây giờ anh ngủ là sao? Chút xíu đi. Xíu hoài à. Ngày nào anh cũng chút xíu. Hết hôm nay. Xong rồi ngày nào cũng vậy hết trơn á. Anh có nghe em nói không vậy? Anh Hải. Anh hứa với em sao chứ? Tự nhiên bây giờ biết tên em có bầu rồi lại thay đổi là sao? Anh đâu có thay đổi đâu. Nhưng mà tha cho anh đi. Anh ngủ hết bữa nay nữa thôi, chịu hết nổi rồi. Hết bữa nay. Ngày nào anh cũng hết bữa nay hết trơn. Anh ngày nào cũng đi từ sáng tới tối, bỏ mặc em một mình ở nhà. Anh không có thương em hả? Nè, anh Hải. Anh uống sữa đi. Để em mở cửa cho. Để anh. Chào con. Ba vô nhà được chào không? Chào Đăng. Con chào ba. Dạ, mời ba. Mời chú. Dạ con mời ba, con mời chú. Diệu à, ngồi đi Bình. Con chào ba. Dạ. Nghe tin có người đã gặp Hân, ba sốt ruột quá, muốn tới nhà cậu ấy, dẫn ba đi gặp con bé liền bây giờ nè. Dạ, nhưng mà bây giờ Hân nó không muốn gặp ai. Nó nói bây giờ mà mọi người đến gặp, nó sẽ chuyển đi nơi khác, thật xa chúng ta không thể tìm thấy được. Vậy có thể gặp cái cậu mà đã gặp Hân á, nhờ cô ấy thuyết phục được không? Nếu thuyết phục được, tôi đã thuyết phục rồi. Vậy cứ cho tôi gặp cô ấy đi, chưa thử làm sao biết được chứ. Chuyện này cứ để cho bé Hân quyết định. Hay là cho ba gặp cái cậu đã biết chỗ ở của Hân đi. Ba muốn nghe tin của Hân, từ cái người đã gặp nó, rồi biết đâu nó chịu gặp ông ngoại thì sao? Chào bà nội. Ủa, hai mẹ con đi đâu vậy? Dạ, con đưa cô Tuấn đi học mà mẹ. Rồi lát nữa có về không? Mẹ, con sẽ quay về mà. Mẹ cứ yên tâm đi. Con đã hứa với ba mẹ con chưa đi, thì con sẽ chưa đi đâu. Chừng nào con đi á, con nhất định sẽ xin phép ba mẹ. Thôi hai mẹ con đi đi. Cô Tuấn nè. Dạ. Nhớ chiều về với nội nghe. Con mà đi không có ở nhà, nội cũng không thiết tha gì hết đó. Dạ con biết anh nội.
Thôi, để mẹ nói thằng Khôi chở hai mẹ con đi nghe. Thôi khỏi mẹ. Dạ. Alo. Alo. Dạ. Vậy để em qua đó nha. Nè, con chở chị Quỳnh với cháu đi học được không? Dạ, vậy chị với cháu chờ một chút, để em ghé qua nhà bà rồi quay về đón. Dạ thôi, khỏi phiền chú Khôi. Để chị tự đưa cô Tuấn đi học là được rồi, không sao đâu. Cô Tuấn, thưa nội đi con. Thưa nội con đi. Thưa chú con hai đi. Hai mẹ con đi nhớ về sớm nghe. Dạ, con đi nha mẹ, chị đi nha. Giờ ơi, anh đi làm nha. Trời đất ơi, chu đáo ghê ta. Đây, đưa giày cho chồng anh đi làm. Ủa là sao? Nè, trời ơi, trễ giờ rồi. Xin ra cho anh đi làm cái coi, đưa giày đây. Trời đất ơi, sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe coi. Hôm nay anh không được đi làm. Nè, em đừng có làm khó anh như vậy chứ. Sao mà anh không đi làm được? Khoan, đưa đây cho anh. Hôm nay anh phải ở nhà với em. Ai mượn tối qua hả? Anh bỏ rơi em chi? Anh không có nghĩ làm được nữa đâu hả? Sao? Đâu có cái gì là không được đâu. Nếu như anh bị bệnh hay là bị đi cấp cứu thì sếp anh cũng phải cho anh nghỉ thôi. Chứ không lẽ anh đang nằm cấp cứu mà sếp anh lôi cổ anh bắt anh đi làm hả? Trời, thì anh biết nhưng mà đó là phải trong trường hợp cấp cứu thiệt. Thì anh cứ coi như là mình đang cấp cứu đi. Trời ơi, vợ ơi, anh năn nỉ em luôn đó. Sao em làm khó anh vậy? Anh mà nghĩ gì một cái rồi ở trên công ty ảnh hưởng biết bao nhiêu người rồi sao? Vậy mà nếu anh đi làm á, anh cũng ảnh hưởng thêm nhiều lắm anh biết không? Trời ơi, vợ ơi là vợ. Anh xin em chịu khó cho anh lần này đi. Chứ anh không thể nào nghĩ làm được. Chứ dự án sắp tới biết bao nhiêu thứ phải lo, anh nghĩ không có được đâu. Xong đợt này á, anh xin phép sếp anh nghỉ 3 tháng luôn. Anh ăn dầm nằm về rồi ở nhà với em, chịu không? Em không có đợi anh lâu được như vậy đâu. Nếu như mà ngày hôm nay á anh đi làm á thì coi như là vợ chồng mình chấm dứt từ đây luôn. Trời ơi, vợ ơi là vợ, em đừng có con nít như vậy có được không? Anh đi làm cực khổ như vậy, anh cày anh kiếm tiền anh nuôi vợ nuôi con chứ có phải anh đi đâu chơi đâu. Đưa giày cho anh đi làm đi nha, ngoan. Thôi được rồi, anh đi đi. Nè, nhưng mà nếu anh bước ra cánh cửa này á là coi như hả anh không có cơ hội nhìn mặt vợ con anh nữa đâu. Chết tôi rồi. Trời tùy ơi. Anh chọn quần áo á, em có nó soạn sẵn hết rồi. Nếu như anh bước ra khỏi nhà thì em cũng tách đồ đi luôn, chứ ở trong cái nhà này á vô dĩ quá. Em biết em làm khó anh lắm luôn không? Em đâu có làm khó anh đâu, anh có quyền lựa chọn chứ bộ. Nếu mà giờ anh được lựa chọn, anh sẽ lựa chọn anh đi cấp cứu được chưa? Hân nói muốn tĩnh tâm suy nghĩ thêm một thời gian rồi mới gặp gia đình, cho nên Hân không đồng ý để con nói địa chỉ. Con nói với Hân giùm ông là ông ngoại nhớ Hân lắm, hỏi nó có thể gặp ông ngoại được không? Dạ, con sẽ nói. Chúng ta sẽ thuyết phục Hân dần dần, chứ để cho con bé sống một mình bên ngoài sợ nó gặp nhiều bất trắc lắm. Chuyện gì cũng phải từ từ, để cho Hân nó tự quyết định đi. Nó đang bị sốc, tác động nữa nó hoang mang lắm. Nó mà bỏ nhà đi lần nữa thì rất nguy hiểm. Nhưng mà từ từ thì biết đến bao giờ? Hay là cứ để ba đến gặp bé Hân đi. Tôi là ba của nó mà, tôi biết mình phải làm gì, không cần ông ngoại đâu. Con à, con cứ nói với Hân giùm ông như vậy nha. Dạ, để lát con gặp mặt rồi nói chuyện với Hân. Cảm ơn con nhiều. Dạ, sếp hai sếp. Sếp ơi, hôm nay cho em xin phép em nghỉ phép một ngày nha sếp. Dạ. Dạ. À sao ạ? Dạ, hôm nay em bị trúng thực, ăn uống bậy bạ bị trúng thực cho nên là sếp ơi, cho em xin nghỉ ngày hôm nay nha. Dạ, bữa sau em vô làm bù nha sếp. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, 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 cảm ơn sếp. Dạ, dạ em cảm ơn sếp nhiều ạ. Dạ, dạ. Đó, sao? Sếp chịu rồi đó. Vừa ý em chưa? Chồng xin nghỉ rồi đó. Thấy chưa? Sếp anh á hả? Đâu có bắt anh làm việc tới chết đâu. Hay là có điều
do anh không muốn xin nghỉ để ở nhà với vợ. Trời ơi, sao mà ai nói anh không muốn ở nhà với em? Nhưng mà em có biết là hậu quả của cái việc nghỉ không? Nghỉ một cái là qua ngày hôm sau là làm bù chết luôn á đó. Rồi sắp tới nhiều khi dự án nó dồn, nó tồn động lại, gặp anh nghỉ như vậy nhiều khi làm bù đêm không về nữa kìa. Cái gì? Anh đi làm mà cả đêm không về hả? Anh làm gì mà cả đêm không về? Nếu sao anh mà làm gì cả đêm không về á thì chỉ có điều á là anh làm gì trong khách sạn thôi à. Mà nè, em nói nha, nếu như á mà anh đi làm công ty cả đêm không về á thì em sẽ tới công ty lôi cổ anh về luôn. Trời ơi, cho anh xin đi. Cái gì mà tới công ty lôi cổ dữ vậy? Có gì đâu mà phải khó khăn với anh. Anh đi làm mà. Anh mà đi làm đêm là coi như anh bỏ xác ở đó luôn. Thôi được rồi, bây giờ anh không làm đêm nữa, được chưa? Từ bây giờ anh sẽ bị quản lý và giám sát chặt hơn nữa. Cho nên anh á, đừng có mà cà chớn với em nha. Ủa mà sao tự nhiên anh lại bị giám sát rồi bị quản lý chặt hơn trong khi anh có làm gì đâu? Thì tại vì em thích như vậy. Em thấy như vậy cần thiết, chỉ đơn giản vậy thôi. Em thích hả? Ừ. Trời ơi. Chứ bây giờ nè, đặt trường hợp bây giờ đó, anh ngồi đây trần dần nè, em muốn anh làm gì cho em? Chồng bẩm nữa. Chồng ở nhà như vậy á là chồng phải phục vụ vợ nguyên cả ngày luôn. Á, chồng ơi nói nghe nè, mấy ngày hôm nay á vợ ở nhà một mình buồn chán muốn chết luôn, chồng dẫn vợ đi chơi đi, còn đi ăn nữa nha. Sao có người nói hôm nay cấp cứu, đừng nghỉ ở nhà, rồi giờ tự nhiên bắt người ta chở đi chơi rồi đi ăn nữa. Cấp cứu mất sức lắm, không có đi đâu được hết. Được rồi, anh dẫn em đi chơi hết tất cả, anh chịu được chưa? Muốn làm gì anh cũng chịu hết, khổ thân ghê. Tụi nhỏ nó đi hết rồi hả bà? Ông nhìn thấy không biết sao còn hỏi tôi. Ông có thấy là cái nhà này bây giờ buồn quá không? Nếu mà không giữ được mẹ con của Tuấn ở đây, tôi cũng không muốn ở đây nữa. Hay là tôi với bà về quê sống đi. Về quê hả? Về quê sống đi, cho nó thanh bình, cho nó yên ắng một cái. Nhưng mà còn thằng Khôi, tôi cũng tính lo cho nó cưới vợ rồi về quê sống. Mong là thằng Quang nó sống tử tế. Chỉ hy vọng thằng Khôi nó có một gia đình đầm ấm. Rồi chừng nào vợ chồng Quang ra tòa? Chắc cũng nhanh thôi, tại vì thằng Quang nó còn phải đi nữa. Nhớ nói với Quỳnh cái chuyện mà đêm qua tôi nói với bà, trước khi tụi nó ra tòa nghe chưa? Ừ, tôi biết rồi. Ông lại đi nữa hả? Bà đi vòng vòng với tôi cho nó dễ thở không? Thôi, tôi đang mắc làm hàng mà, bỏ đi không có được. Ông đi một mình đi. Nói đi là đi vậy? Ít ra cũng phải năn nỉ người ta một hai câu chứ. Kỳ cục. Ông ngoại nói rất nhớ em. Em cũng nhớ ông ngoại lắm. Mà ông dạo này có khỏe không anh? Khi biết chuyện của em, ông ngoại rất lo lắng. Tội nghiệp ông ngoại, cả nhà ai cũng lo lắng cho em và rất thương yêu em. Em còn phải về đi học nữa, đừng nghỉ học lâu như vậy. Hay là em gặp ông ngoại nha, để anh sắp xếp cho. Để em suy nghĩ thêm đã. Trời ơi, công nhận nha, mới bước vô tới đây làm thấy vui vui rồi đó. Sao vậy? Vậy thì bây giờ em thích cái gì em cứ mua đi. Anh thông báo là hôm nay anh mới vừa được lãnh lương đó. Ôi thiệt hả? Nhưng mà em cũng không biết muốn gì mặc giờ chồng. Tại vì em có bầu sắp mập tới nơi rồi. Chắc lúc đó nào cũng nần, mặc cái gì cũng xấu hết trơn á. Sao mà xấu được, vợ anh lúc nào cũng đẹp hết trơn á. Đó, em phải ăn uống cho thật nhiều để tốt cho con nữa chứ.
mai mốt á, nếu mà em mập quá thì chồng có lén với em gặp bồ nhí không đó? Nó bậy nó bạ cái gì, ai mà làm chuyện đó bao giờ. Anh theo, em thích cái gì lúc nào anh cũng chiều chuộng em hết á. Bây giờ về đi, mình đi mua đồ xong rồi mình kiếm cái quán hải sản nào đó mình ăn, tốt cho sức khỏe, cho con với lại em có thêm canxi nha, được không? Yêu chồng nhất á. Đi, vô shop để coi đi. Ê đi. Chồng, mình đã có shop đồ sale kìa, vào đó coi đi. Đi. Nếu ông không bận gì, vô uống nước nha. Ông à, như vậy là vợ chồng thằng Quang nó ly dị thiệt sao ông? Nghĩ tới việc này, tôi thấy mình bất lực ghê gớm. Sinh con, rồi nuôi nó lớn khôn, rồi cũng đến một lúc mình không thể can thiệp hay quyết định chuyện gì của nó. Thấy nó sai cũng không thể đánh mắng, cấm đoán được. Cuộc đời là vậy, cha mẹ chỉ có thể sinh thành và nuôi nấng, phần còn lại là con cái tự lựa chọn. Có lúc thấy đau buồn lắm mà không làm được gì. Thôi ông à, ông đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ coi như vợ chồng tụi nó hết duyên đi. Giờ từng tuổi này, tự chăm lo cho bản thân, đừng có lo cho con cái nữa, nghe ông? Cứ coi như là mình đã làm hết trách nhiệm của mình rồi. Chắc có lẽ là vậy. Chẳng ai có thể ngờ được việc gì. Bởi vậy cho nên hôm qua tôi lên chùa, sư thầy bảo rằng mình hãy trân trọng những gì mình đang có trong hiện tại. Hãy bình tâm cảm nhận từng phút từng giây mình đang sống. Cảm ơn em. Ôi, một đống đồ đây. Tội nghiệp chồng tôi quá à. Giờ cảm ơn chồng nhiều nha. Mà chồng ơi, sao hồi nãy giờ đi shopping vậy á? Hai mẹ con em đói bụng rồi. Hoạt động liên tục vậy sao không đói được? Vậy bây giờ là hai mẹ con của em đói bụng đúng không? Ừ. Muốn ăn gì chưa? Em muốn ăn hải sản đi. Hải sản hả? Không biết là ở đây có bán hải sản không ta? Không, hải sản là không có ăn ở đây, phải ăn ở chỗ nhà hàng mà vợ mới biết được. Để về dắt chồng đi nha, ngon lắm. Dạ mời anh chị ạ. Bằng này hả em? Dạ. Sao lại là bằng này? Dạ khách đã đặt hết rồi ạ. Anh chị không, thông cảm giùm. Không, thấy ở trong còn có nhiều bàn trống mà, sao không cho anh ngồi trong đó mà dạ, ngồi ngoài này? Dạ tất cả đã đặt trước rồi, anh thông cảm hả? Khách đặt trước hả? Dạ. Được rồi, cho anh mượn menu. Dạ mời anh chị chọn món ạ. Lấy cho chị mấy món cũ đi. Lấy dạ mật chiên nước mắm. Mật chiên nước mắm. Cua rang me. Cua rang với me. Lại cháo hào. Dạ. Anh chị có dùng thêm nước gì không ạ? Cho anh nước suối đi em. Dạ để em chút xíu ạ. Vô ngồi đi em. Vô ngồi đi. Mời anh chị ngồi ạ. Dạ mời anh lựa món ạ. Cho anh như cũ đi em. Dạ chờ em một chút ạ. Lẹ nha em. Dạ. Quán này có bộ sang trọng lắm á. Gửi ít thôi nha, mắc tiền lắm á. Bà này hello quá. Đây, lục cua cho em ăn nha. Ngon không anh? Ê, nhìn gì vậy? Hả? Hải. Hải nào với anh? Thằng Hải cùng phòng Minh. Tầm 7, bây không? Giờ nó đang ở nhà mà. Nó ở nhà, nhưng mà ở nhà hàng. Nó ngồi góc kia kìa. Thấy đúng chưa, rồi. Công nhận thằng này ghê thiệt. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, là ảnh đó. Nhìn là nó kìa. Đúng nó rồi. Chắc là trốn việc đi chơi rồi. Công việc thì đang đăng đê đê á, xin nghỉ đi chơi. Ghê cái thằng thiệt. Đúng là em nhớ lạ, hôm qua anh hứa là dẫn phòng mình đi ăn cái vụ chụp ảnh. Đúng rồi. Em nhắc anh mới nhớ, vụ chụp Khôn ảnh thiệt. Cái vụ chụp ảnh nè. Đáng ghét ghê. Mày yên chạy tâm chạy trời sao khỏi nắng con. Thiệt tình ông này. Cứ bình tĩnh sao? Muốn giải quyết phải không? Đi theo anh. Đây, lục cua cho em ăn nha.
Đúng rồi, ăn cua đi, nghỉ hết độc đó. Nghe nói là muốn hết độc đó, là phải nuốt luôn cái cạn cua chứ không có nhai. Trời đất ơi, sao chào tự nhiên. Chào anh. Chào em. Anh sao? Bỏ tụi em một mình trốn làm đi ăn vậy có vui không? Sao tự nhiên, hôm nay mấy người ăn ở đây hả? Đúng rồi đó. Hồi nãy nghe nói là có đứa là hứa là sẽ có một buổi ăn trưa để chuột lại những bức ảnh đó. Bây giờ tính sao ta? Tính sao? Tính sao đây anh Hải? Ma chuột. Trời ơi, chắc chắn là phải chuột rồi. Ma chuột kia. Bây giờ là muộn rồi, anh sẽ không có cơ hội để chuột lại tấm ảnh đó đâu. Khoan đã. Mấy anh chị cho em hỏi, mấy tấm ảnh đó là mấy tấm ảnh gì vậy? Tụi anh chẳng qua là chỉ chụp chung tự sướng vậy thôi mà, bình thường. Tự sướng. Không có gì đâu, em chỉ xa có chút xíu thôi à. Không có gì đâu em. Chút xíu à. Dạ không có gì đâu chị, tụi em chỉ giỡn thôi à. Nếu như mà chỉ là mấy tấm ảnh lưu hành nội bộ trong công ty chụp tự sướng chơi á, thì tại sao phải giấu giếm? Hay là có cái gì mờ ám ở đây? Không có gì mờ ám. Tụi anh lưu hành nội bộ thôi. Nhưng mà Hải phải hứa với anh là Hải đã ăn trưa. Đúng rồi. Đúng rồi, không gì hết. Vậy về bàn ăn đi. Vậy, đó. Vậy giờ sao? Lưu hành nội bộ không gì hết. Trừ Mai. Ăn ở đây. Nếu như mà anh Hải không có chuột lại mấy tấm ảnh đó thì bây giờ em sẽ chuột lại. Mấy chị cứ đưa em coi đi. Thôi. Bây giờ ai đưa cho em mấy tấm ảnh đó thì em sẽ mời mọi người bữa trưa. Còn nếu như mà không á thì em sẽ lên gặp sếp của anh chị để phân bua rõ chuyện này. Gặp sếp? Trời, sao vợ? Anh đã nói với em rồi, những tấm hình đó là những tấm hình nó chụp trong trong phòng, chụp chơi tự sướng gì đó chứ không có gì hết á. Đúng rồi. Thôi hết vui rồi, thôi ăn qua bữa ăn nha, để cho ăn nó nguội. Ăn ngon miệng nha. Thôi đi đi đi, mình đi buổi trưa. Đi mày, đi lẹ. Thôi vô ngồi ăn đi, tranh thủ lát mày còn đi làm nữa. Anh nói đi, mấy tấm ảnh đó chụp là chụp cái gì? Thì thực ra mấy tấm ảnh đó có gì đâu, thì trong văn phòng lâu lâu nghỉ giải lao lấy ra chụp rồi trêu chọc vậy thôi. Vậy anh lấy mấy tấm ảnh đó về đây cho em coi, coi trêu chọc là trêu chọc làm sao. Trời ơi, đã nói là trêu chọc rồi em để ý làm gì nữa. Thôi ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ nè. Em không ăn nổi nữa. Nè, anh thấy lạ một chỗ là em không tin anh, mà em tin mấy người đồng nghiệp của anh hả? Đúng không? Cũng vì em kêu anh là cáo bệnh nghỉ rồi bị bắt gặp, nên người ta mới làm như vậy đó. Em không có tin anh được. Thôi, em đã quan sát rất kỹ rồi. Hồi nãy trong mấy người đó hả, có một cô gái cứ nhìn anh chằm chằm mà. Mà anh cũng như vậy nữa. Em bảo đảm hả, giữa hai người không phải là một mối quan hệ bình thường, mà phải có cái gì đó mờ ám ở trong này. Trời ơi, không có gì mờ ám hết đó. Anh thấy bây giờ bắt đầu cái trí tưởng tượng của em nó phong phú, đi quá xa rồi đó nghe. Em không biết. Từ ngày mai á, nếu như mà anh còn muốn vợ với con á, thì anh phải nghỉ việc đi. Cái không gì? Có được làm ở chỗ đó nữa. Cái gì vậy? Gì nghỉ việc? Em nói thiệt hay em nói giỡn vậy? Em nói thiệt á. Nhưng mà anh thử không nghỉ coi. Anh có làm. Vợ. Anh nói anh. Vợ ơi ra đi, em nhúc mình trong đó mấy tiếng đồng hồ rồi. Em đã nói rồi, chừng nào anh đồng ý á, làm đơn nghỉ việc ở công ty đó thì em mới ra. Nếu không em ở trong đây luôn. Trời, một cái chuyện lớn như vậy thì làm sao mà anh có thể giải quyết ngay được. Chứ lại bây giờ nghỉ việc á, thì kiếm gì làm. Nè, nghe lời anh, đi, mở cửa đi. Người giỏi như anh, xin ở đâu mà không được chứ. Anh biết, nhưng mà quan trọng là chỗ đó mức lương rất là hấp dẫn so với những chỗ khác. Em không cần tiền, em chỉ cần anh làm việc ở công ty đàng hoàng thôi à. Anh đã nói là không có gì mà, sao em không tin tưởng anh vậy? Nếu như mà hai vợ chồng không tin tưởng nhau thì rất là khó sống, em hiểu không? Là em không tin tưởng anh là không được đó. Em không có nói nhiều nữa. Nếu như mà anh không làm đơn xin nghỉ việc á thì sẽ không ra khỏi phòng luôn. Trời ơi, anh không biết nói với em như thế nào nữa đó. Em ra giùm anh cái đi. Thấy chưa, anh không nghĩ được, rõ ràng là có vấn đề mà. Em nói cho anh nghe nha, nếu như mà anh sẵn sàng vì vợ con mà chuyển đi chỗ khác á, thì điều đó mới thể hiện là anh thật lòng với em và anh không có chuyện trai gái. Làm sao mà được? Đúng là bà thầy đã nói đúng rồi. Mình mất chồng thiệt chứ bộ. Con ơi, con chưa có ra đời á, mà ba con đã lừa dối mẹ con mình rồi. Trời ơi,
Em đang nói hồ đồ cái gì vậy? Làm gì có chuyện mà anh phản bội vợ con ở đây? Bằng chứng đâu em nói đi. Chắc chắn là như vậy. Anh đã phản bội em biết mà. Thôi, em đừng có ăn nói linh tinh nữa. Em ăn nói linh tinh như vậy á thì thôi, coi như anh đi, đừng gặp mặt nhau nữa nha. Anh đi đó. Anh Hải. Anh Hải. Anh Hải, anh đi đâu vậy? Anh Hải, chờ em với. Anh Hải, anh đi đâu vậy? Đi đâu là đi đâu, hả? Anh không thể nào ở nhà mà lúc nào cũng nghe em quy kết những cái tội lỗi mà anh không bao giờ làm. Nhưng mà anh không được đi đâu hết trơn á, bây giờ em muốn anh ở nhà hả? Nè, anh định đi qua chỗ người tình của anh hả? Cái gì nữa? Người tình gì nữa? Nè, em ăn nói cho cẩn thận nha. Anh thấy em mất bình tĩnh rồi đó. Chừng nào bình tĩnh đi rồi nói chuyện với anh sao? Em không có gì làm, không có bình tĩnh hết trơn á. Anh phải ở nhà. Mệt quá, em buông tay anh ra đi. Anh, em buông ra đi. Vợ. 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 Em có sao không vợ? Hả? Em đau bụng hả? Em. Lên giường đi. Lên giường, lên giường. Để nằm em. Hưng à. Ông ngoại. Con. Nhớ ông ngoại quá. Gặp được con ông ngoại mừng quá. Con ngồi xuống đi. Con có khỏe không? Mấy bữa nay con sống ra làm sao? Con khỏe. Ông ngoại làm sao? Ông có khỏe không? Sao con làm cho ông lo lắng quá như vậy chứ? Dạ. Ông dùng gì ạ? Cho tôi ly cà phê đi. Dạ. Sao con lại bỏ đi vậy? Nếu con không bằng lòng ở với ba mẹ, con có thể về ở với ông mà. Một mình con gái mới lớn ra ngoài sống thì vô cùng nguy hiểm lắm đó. Con có biết không? Con có biết là ông lo lắng cho con đến chừng nào không? Thôi, về nhà ông ở đi con. Sao lại không về với ông được chứ? Nếu như con chưa đồng ý thì ba mẹ sẽ không được tới gặp con. Về ở với ông, cho ông vui đi nha con. Có chút ánh sáng thắp cho tôi niềm tin vào cuộc sống, là người em bước đến cho tôi những hy vọng. Một tình yêu mà tôi luôn hằng mong trong những giấc mơ cô đơn giữa đêm. Một tình yêu mà tôi khao khát giữa bao ngày chẳng buồn chẳng vui. Nếu có ước muốn giữa bao nhiêu buồn bề ngày trôi mãi, nụ cười trên môi em sẽ là điều mà tôi muốn giữ lại. Khi bàn tay thì còn trong một bàn tay, nhưng khó khăn không là trở ngại. Giọt nước mắt còn rơi trên bờ vai là tình còn có khi nồng cháy. Giữa những nỗi đau, có lúc ta lạc nhau, có lúc ta thả trôi đi tất cả. Vì bao hờn ghen nhỏ nhỏ, tiếng cười ngày nào vuốt tắt trên môi, hạnh phúc trong tay bông hoa mong manh chưa xa tầm tay với. Nhắm mắt để nghĩ lại, ai cũng một lần sai, ai chẳng có những khi vụng dài. Sóng gió nào cũng sẽ qua nếu ta học cách tha thứ cho nhau. Tận cùng của nỗi đau, ta vẫn luôn nhìn về nhau.